hướng dẫn sử dụng xe nâng điện. Kiểm tra xe nâng trước khi hoạt động. 1. Trước khi vận hành xe nâng, cần kiểm tra tổng thể bên ngoài, thêm dầu bôi trơn và nước làm mát. 2. Kiểm tra tay trang, cần số và phanh. 3. Kiểm tra còi, đèn xi nhan, đèn chiếu sáng. 4. Kiểm tra hộp pin và phần thiết bị phía trong, phòng tránh các vấn đề bên trong như có vật thể, sinh vật lạ xuất hiện trong hộp pin, quạt tản nhiệt. 5. Kiểm tra lốp xe, càng, tháp nâng cẩn thận. Sáu, đảm bảo khu vực phía trước sau xe hay bên cạnh xe an toàn và thích hợp để di chuyển, tránh va chạm vào những vật thể nguy hiểm xung quanh khi bắt đầu vận hành. Đảm bảo nhớ rõ các quy tắc an toàn khi vận hành xe nâng. Người lái xe nên luôn thắt dây an toàn, lái xe trong giới hạn tốc độ, giảm tốc độ ở các góc cua và điểm mù, luôn nhường đường cho người đi bộ, giữ những nhân công, người đi bộ khác tránh xa khu vực làm việc của xe trừ khi thực sự cần thiết. Người lái xe không nên nâng quá tải sức nâng của xe. Chở thêm người đi cùng. Nâng hạ càng nâng trong khi di chuyển xe nâng, việc này đặc biệt nguy hiểm cho hàng hóa, nhân công đi bộ gần đó và cho cả người vận hành xe nâng. Các bước vận hành xe nâng. 1. Ngồi lên xe, thắt dây an toàn và quan sát xung quanh từ vị trí lái xe để đảm bảo an toàn. 2. Đảm bảo phanh tay vẫn đóng, số xe ở N. 3. Bỏ nút ngắt điện an toàn. 4. Khởi động xe. 5. Đợi để động cơ và các bộ phận làm mát hoạt động ổn định tầm 1 phút. 6. Nâng càng xe lên tới độ cao an toàn để bắt đầu di chuyển xe tùy theo độ gồ ghề của địa hình xung quanh đó. 7. Bắt đầu di chuyển xe tới kiện hàng cần nâng, bắt đầu chậm rãi, chú ý tới những vật cản góc khuất xung quanh kho bãi. 8. Tới khu vực kiện hàng, căn chỉnh sao cho xe, càng xe nâng vào thẳng giữa kiện hàng, tránh việc kiện hàng bị lệch trọng tâm vào một bên xe. Việc này rất dễ dàng gây nguy hiểm cho xe và người vận hành. 9. Nâng kiện hàng lên tới tầm thấp nhất có thể đảm bảo an toàn cho hàng hóa, tránh việc nâng hàng cao quá, vừa không cần thiết, vừa hạn chế tầm nhìn của lái xe. 10. Sau khi đã nâng kiện hàng lên, ngả tháp nâng về phía xe để đảm bảo độ chắc chắn và an toàn cho kiện hàng. 11. Nếu kiện hàng quá lớn và che khuất gần như cả tầm nhìn, hãy lái xe nâng di chuyển theo hướng lùi lại. 12. Di chuyển xe cùng kiện hàng từ từ, chú ý không dịch chuyển độ cao tháp nâng khi đang di chuyển, chú ý các góc khuất, người đi bộ trong kho bãi. 13. Tới vị trí cần hạ kiện hàng. 14. Căn chỉnh thẳng và chính xác vị trí cần tiến vào nơi hạ kiện hàng. 15. Nâng lên hoặc hạ kiện hàng xuống tùy theo vị trí cần hạ kiện. 16. Tiến vào vị trí hạ kiện, căn chỉnh sao cho chính xác điểm hạ hàng. 17. Hạ hàng. Lùi xe ra khỏi vị trí vừa thao tác. 18. Sau khi đã lùi xe ra khỏi vị trí hàng hạ an toàn, hạ càng nâng xuống thấp tới vị trí an toàn như lúc bắt đầu khởi động xe. 19. Tiếp tục di chuyển và làm việc. Các bước tắt xe và kết thúc ca làm việc. 1. Di chuyển xe vào khu vực đỗ xe. Đảm bảo khu vực đỗ xe và sạc pin không ở gần những nơi có nhiệt độ cao, chất lỏng dễ cháy nổ, máy móc hoạt động nguy hiểm. 2. Chú ý những chướng ngại vật có thể va chạm hoặc gây bất lợi khi khởi động và di chuyển xe ra vào ca làm việc tiếp theo. 3. Đỗ xe chính xác, hạ càng xe thấp nhất có thể, hầu như càng xe lúc này sẽ chạm hoàn toàn xuống mặt đất. 4. Kéo phanh tay và nhả phanh chân. 5. Tắt chìa khóa, kéo nút ngắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Trong clip là những quy tắc,
lưu ý và các bước an toàn vận hành xe nâng điện từ Zoom Việt Nam. Quý anh chị vui lòng lưu ý hoặc đào tạo nhân công nên tuân thủ những quy tắc, quy trình làm việc an toàn như trên để đảm bảo an toàn cho người và của tại kho bãi, giúp doanh nghiệp tối ưu được những chi phí rủi ro không đáng có, nâng cao chất lượng và sự chuyên nghiệp trong quá trình vận hành kho bãi, nhà xưởng.